bạn, mình tên là Trần Khánh Vy, năm nay mình 20 tuổi. Mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Mình vừa nhận được visa đi học Úc. Cảm giác của mình là không có tả được nữa. Vui quá rồi, ngủ không được luôn. Qua Úc mình sẽ học trường La Trót tại Melbourne. Trước khi mà đi học ở đây thì mình đã tìm hiểu trường và được các anh chị ở trung tâm tư vấn Thượng Đại Dương hướng dẫn cũng như là làm giấy tờ cho mình. Trước tiên thì bản thân của mình thì mình rất là thích nước Úc. Mình không có chọn trường hay là chọn nước mà theo quán tính của mình là phải là những nước lớn hay là những trường quá nổi tiếng để có thể được đi học. Bởi vì theo mình á, là mình đi á, là bởi vì mình yêu thích, cũng như là mình cảm thấy là mình sẽ tự tin, cũng như là mình phải thành công ở ngôi trường mình chọn, chứ không phải là mình đi là để mình đi là theo một mục đích riêng gì hết. Thật sự thì trước khi mà mình làm giấy tờ ở Tân Đại Dương thì trước đó là mình đã từng đi rất là nhiều chỗ khác. Họ đòi hỏi quá nhiều thứ, cũng như là làm cho mình cảm giác như là mình thôi là mình muốn bỏ cuộc luôn rồi đó, mình không muốn làm nữa. Khi mà mình được bạn mình á chỉ cho mình á qua bên Tân Đại Dương để làm giấy tờ, nó tại vì bạn của mình á là từng làm ở bên đây và đã đậu visa đi từ khoảng 2 năm trước. Trong lúc á là làm ở bên đây á thì mình được các anh chị cũng như là các anh chị cũng như gia đình hỗ trợ cho mình rất là nhiều, giúp mình có thể là tiếp tục cái ước mơ mà mình sẽ được đi du học Úc. Bởi vì trước đó là mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ đi được, bởi vì giấy tờ đối với gia đình của mình lúc đó rất là khó khăn. Nhưng mà sau khi qua bên Tân Đại Dương để làm giấy tờ thì mấy anh chị chỉ cho mình rất là nhiều con đường để đi, chứ không phải là chỉ đi một con đường như vậy, mà mình được đi theo một con đường mà rất là dễ, cũng như là em không phải là hết hy vọng để đi nữa, mà em còn rất là nhiều đường hay là nhiều cách, nhiều cơ hội để đi. Khi mà mình đã đi đậu visa đi du học Úc rồi á, thì mình thật sự có lời khuyên dành cho các bạn là nếu mà trước khi mấy bạn cũng giống như mình á, là đã đi nhiều nơi và nhiều lần mà cảm giác như là mình cảm giác như mình đã muốn bỏ cuộc rồi đó, thì các bạn đừng có nản, bởi vì còn rất là nhiều cơ hội, cũng như là còn rất là nhiều những con đường dành cho các bạn lựa chọn. Các bạn cũng học trường này thì các bạn cũng có thể học trường khác. Nhưng mà thật sự đối với mình á, thì sau những lần thất bại trước thì mình nghĩ là các bạn nên thử đến trung tâm tư vấn Tân Đại Dương để được các anh chị tư vấn cũng như là hỗ trợ cho các bạn. Chứ nếu mà các bạn cũng như mình á, đi nhiều nơi rồi, nhưng mà thật sự đó là mình thấy đây là lần cuối cùng, đây cũng là nơi dừng chạm cuối cùng của mình, bây giờ mình đã đậu visa.